Chào mừng khán giả đến với bản tin Chiến binh sao vàng. Bản tin của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Ngay sau đây sẽ là tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Xin chào các khán giả của kênh Chiến binh sao vàng. Và ngay sau khi VFF công bố 27 tuyển thủ của tuyển Việt Nam tham dự các trận đấu tiếp theo gặp Trung Quốc và Oman tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, thì ngay ngày hôm nay, trước khi đội tuyển khởi hành ra sân bay Nội Bài, thì cao thủ đội tuyển Việt Nam sẽ test nhanh Covid ngay tại sân bay Nội Bài. Khoảng hơn 13 giờ thì xe của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tới trước cổng khách sạn Grand Plaza. Trước đó trong buổi sáng nay thì những cầu thủ phải nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam như Văn Kiên, Xuân Nam hay Trọng Đại đã gói ghém hành lý để trở về câu lạc bộ chủ quản của mình. Các cầu thủ được yêu cầu đi test Covid ở sân bay Nội Bài ngay sau bữa ăn trưa của họ. Trên màn hình là bộ ba cầu thủ Văn Toàn, Công Phượng và Quang Hải. Cả ba đều là những nhân tố đáng chờ lợi của đội tuyển Việt Nam trên hàng công. Lúc này thì tâm trạng của các thành viên đội tuyển Việt Nam đang rất là thoải mái sau khi biết được kết quả về danh sách cuối cùng tham dự các trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc và Oman. Hôm nay thì toàn đội sẽ được nghỉ tập, nên ngay sau khi xét nghiệm Covid-19, các cầu thủ sẽ trở về khách sạn nghỉ ngơi trước khi di chuyển ra sân bay vào khoảng 22:30 tối nay. Bác sĩ Cho Du Yang cũng sẽ lên xe cùng với các thành viên đội tuyển Việt Nam để đi test Covid. Ngay sau đó là trợ lý Lee Jong Jin. Ở trận đấu gần nhất chúng ta thi đấu tại UAE khi gặp đội chủ nhà, trợ lý Lee Jong Jin khi đó thay thế vị trí huấn luyện đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo. Một trong những sự trở lại rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam đợt này, sự trở lại của Duy Mạnh trong đợt này sẽ giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều, khi mà như các bạn đã biết, Thành Trung hay Đình Trọng cũng đang gặp phải những vấn đề khác nhau về sức khỏe và họ cũng chưa sẵn sàng bảo đảm 100% thể trạng để ra sân. Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Văn Xuân, đây là hai thành viên ở lứa U22 Việt Nam thường xuyên được góp mặt trong đợt triệu tập gần đây của đội tuyển quốc gia với mục đích học hỏi kinh nghiệm của các đàn anh Thành Bình. Lý Công Hoàng Anh cũng là một trong những thành viên của đội tuyển U22 Việt Nam. Tuấn Anh đang đi cùng Tuấn Hải, Hồ Tấn Tài. Đội trưởng Quế Ngọc Hải, thủ thành Nguyên Mạnh, Đức Trinh là những người đi phía sau. Trong đó Nguyên Mạnh đã có lần trở lại đội tuyển sau gần 2 năm. Anh là sự lựa chọn thay thế cho thủ thành Đặng Văn Lâm cũng gặp phải vấn đề chấn thương. Trung vệ Bùi Tiến Dũng sau khi không thể chơi ở trận đấu với Australia thì hiện tại phần nào đã lấy lại được thể trạng sức khỏe tốt nhất và sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam cho hai trận đấu gặp Trung Quốc và Oman. Đình Trọng cũng đang phần nào cho thấy mình đã sẵn sàng để trở lại. Nguyễn Phong Hồng Duy, có vẻ việc di chuyển vào tầm trưa khiến anh chàng hơi ngáp ngủ một tí. Lợi viên Park Hang-seo cùng với các thành viên của ban luyện cũng đã chuẩn bị bước lên xe ra sân bay Nội Bài test Covid. Tiền vệ Võ Huy Toàn, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ trên Facebook cá nhân hình ảnh chiếc máy chạy mà anh nhận được từ Công Phượng. Huy Toàn xúc động nói: "Cảm ơn em đã luôn nghĩ tới anh và sức khỏe của anh dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Người em tốt bụng và đầy tình thương. Máy em tặng anh chạy sướng ơi là sướng đó nghe. Yêu thương bao nhiêu cho đủ đây. Nay anh chạy khỏe lắm đó. Em chạy không lại anh đâu nghe." Huy Toàn còn đặt hashtag máy chạy Công Phượng để nhấn mạnh về món quà mà người em thân thiết đã gửi tặng mình.
Khi V-League bị hủy, Thành phố Hồ Chí Minh lại bùng dịch suốt hơn 2 tháng nay. Huy Toàn cũng như nhiều cầu thủ khác không được tập luyện trên sân cỏ, họ chỉ có thể tự rèn thể lực bằng các bài tập tại nhà. Vì vậy, Công Phượng đã tặng Huy Toàn chiếc máy chạy để người anh tập luyện rèn luyện sức khỏe. Công Phượng hiện đang cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hành trình sang UAE và Oman thi đấu hai trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong mấy trận đấu tập nội bộ của đội tuyển Việt Nam với nhau hay với U22 Việt Nam, Công Phượng đều ghi bàn, thể hiện phong độ ổn định dù trước đó anh có hơn 40 ngày không tập luyện và thi đấu. Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng lại được nhận món quà sinh nhật sớm từ vợ con. Mặc dù ngày 2 tháng 10 mới là sinh nhật Tư Dũng, nhưng anh không ở Việt Nam mà sẽ cùng đội tuyển sang UAE thi đấu. Vậy nên, Khánh Linh đã gửi bánh kem đến khách sạn mừng sinh nhật sớm cho chồng. Trên trang cá nhân, Phan Văn Đức đăng tải siêu âm em bé cùng dòng trạng thái: chào con, khoai tây. Vậy là ngay sau Bùi Tiến Dũng, đội tuyển Việt Nam có thêm một thành viên chuẩn bị gia nhập hội hai con. Phan Văn Đức thông báo tin vui tới người hâm mộ khi đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Đây sẽ là động lực rất lớn để tiền vệ gốc Nghệ An nỗ lực hơn nữa trong tương lai. Việc Phan Văn Đức mong muốn một gia đình với thật nhiều những đứa trẻ đã được anh chia sẻ từ lâu. Trong phút ngẫu hứng, Văn Đức thậm chí còn nói với Nhật Linh rằng: em cứ ở nhà đẻ đi, để cho anh hai đứa con gái nữa, anh nuôi. Văn Đức và Nhật Linh về chung nhà vào cuối tháng 1 2020. Sau 5 tháng công khai hẹn hò, không lâu sau đó, Nhật Linh sinh hạ con gái đầu lòng là bé dâu Tây. Gia đình Phan Văn Đức luôn nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ. Nhật Linh cũng là một nàng WAS có tính cách vui tính. Không ít lần cô nàng đã chôn Văn Đức, khiến anh không biết giấu mặt vào đâu. Có thêm một thành viên trong gia đình, Nhật Linh sẽ bận rộn hơn, nhưng đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao. Danh sách các đội không bầu cho Thái Lan có 4 đội thuộc top mạnh của khu vực, nằm trong nhóm cạnh tranh vé vào bán kết. Việc không bầu cho Thái Lan là dễ hiểu, khi không đội nào muốn đối thủ mạnh cạnh tranh trực tiếp tới chức vô địch có thêm lợi thế thi đấu trên sân nhà. Ngoài câu chuyện bình chọn, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF cũng đưa ra các tiêu chí nếu các nước muốn đăng cai. Singapore đã đáp ứng đủ 6 tiêu chí được đề ra. Không giống như hai kỳ AFF Cup trước, giải đấu lần này sẽ chỉ tổ chức tại một quốc gia. Toàn bộ các trận đấu sẽ tổ chức trên 3 sân vận động ở thủ đô Singapore, gồm sân vận động quốc gia Singapore, sức chứa 55.000 chỗ ngồi, sân vận động Bishan, sức chứa 6.254 chỗ ngồi và sân vận động Jalan Besar, sức chứa 6.000 chỗ ngồi. Sân này có mặt cỏ nhân tạo. Liên đoàn bóng đá Thái Lan AFT rất khao khát được tổ chức kỳ AFF Cup này. Lãnh đạo bóng đá Thái Lan mong muốn giải đấu sẽ là cơ hội để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau những thất bại kể từ năm 2018 tới nay. Chiều 28 tháng 9, AFT công bố ông Mano Poking là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan. Huấn luyện viên Poking từng dẫn dắt câu lạc bộ Chu Bangkok United. Năm 2021, ông là huấn luyện viên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không gây được ấn tượng. Thông tin huấn luyện viên Trần Minh Chiến được mời về cầm quân ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện hơn một tháng kể từ thời điểm đội bóng thông báo chia tay huấn luyện viên trưởng người Brazil Mano Poking. Có thời điểm dư luận cho rằng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh muốn đưa huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức về dẫn dắt câu lạc bộ. Thế nhưng, cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng cho biết ông chưa muốn dẫn dắt bất kỳ câu lạc bộ nào ở thời điểm này. Ban lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận thông tin đã gọi điện cho huấn luyện viên Trần Minh Chiến để mời ông vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng và hai bên đã đồng ý sẽ ký hợp đồng chính thức ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách. Chứng kiến một số đội bóng có tiềm lực về tài chính và con người như Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội FC, Viettel hay Topland Bình Định liên tục chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải 2022, không chỉ ban lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mà một số đội bóng khác cũng phải gấp rút chuẩn bị lực lượng. Câu lạc bộ Hải Phòng đang tiến gần đến việc có chữ ký của cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội, ông Chu Đình Nghiêm. Đội bóng đất cảng cần kinh nghiệm của huấn luyện viên này bởi ở mùa giải 2022, đội chủ sân Lạch Tray sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự. Trong quá trình chờ giấy thanh lý hợp đồng từ câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết: lãnh đạo câu lạc bộ Hải Phòng có ngỏ ý với tôi về cầm quân ở câu lạc bộ này từ mùa giải năm sau, nhưng giữa hai bên vẫn chưa có một cuộc làm việc chính thức nào. Tôi vẫn đang suy nghĩ về lời đề nghị này của đội bóng đất cảng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chiến binh sao vàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới trên kênh Chiến binh sao vàng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!